loa mạch điện tử và phân tần, cái nào hay hơn? Mời nhận xét chất âm của cặp tép 1000K có phân tần. Đây là tép có phân tần chống chói, theo nhựa, chống ngân, tuyệt đỉnh. Tép chống cháy có phân tần nhá. 1000K tép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy. Rất nhiều anh em khách hàng cứ hỏi bên mình là bạn làm âm thanh nhiều thì cho mình hỏi là mạch điện tử hay hơn hay là phân tần hay hơn. Mình sẽ trả lời thẳng anh em luôn, tất nhiên là phân tần nó sẽ hay hơn rồi. Mình sẽ mô tả để cho anh em dễ hiểu nhé. Tại sao phân tần hay hơn? Vì phân tần nó có cuộn đồng, nó cản tạp âm. Nói cho anh em dễ hiểu, nên là chất âm nó không có những cái tạp âm lọt vào tép, nên là chất âm nó sẽ rất là nét và sắc bén, nó không bị rời rạc. Chứ còn mạch điện tử thì nó ở trên shopper nó chỉ bán mấy chục nghìn thôi, một cái thôi đấy, nên là nó không cuộn đồng, nên là nó không khác gì tụ cản cả, nên là chất âm nó sẽ rất là chói tai và nó sẽ rời rạc, nó không được cô đúc lắm. Chất âm tép nó không được mịn, không được cô đúc, không được sắc bén lắm. Vì vậy mình sẽ trả lời thẳng anh em luôn đấy. Rất nhiều anh em cứ hay hỏi trên Facebook và trên Zalo này, trên YouTube này, anh em cứ hỏi mình là mạch điện tử hay hơn hay là phân tần hay hơn. Mình sẽ trả lời thẳng, tất nhiên là phân tần hay hơn rồi. Tất cả những cái phân tần mà không có cuộn đồng thì chắc chắn sẽ không bao giờ hay được đấy, vì nó có rất nhiều tạp âm. Nếu mà những cái phân tần nào mà không có cuộn đồng các bạn nhá, vì vậy là để đại ý với anh em rằng mạch điện tử và phân tần thì 100% là mạch là 100% là phân tần sẽ hay hơn, là có chắc rồi, vì nó có cuộn đồng đấy các bạn nhá. Đấy, còn những cái anh em mà để ý những cái loa mà không có cuộn đồng thì đa số là tạp âm nó sẽ lọt vào rất là nhiều, tỷ lệ chói nó rất là cao. Mời anh em test chất âm của một cái cặp tép có phân tần chôn đặc trong này nhé các bạn nhé. Này có hai cấp độ tép siêu tép chất âm cực đỉnh 1000K nhé, kiểu nhựa chống chói khung gỗ vàng, cao là 16 phân 1000K nhé, dùng cho âm ly cũng đẩy. Anh em câu hỏi là mạch điện tử hay hơn hay là phân tần hay hơn, thì tất nhiên là phân tần nó sẽ hay hơn rồi vì chi phí nó cao. Nếu còn cái mạch điện tử thì trên shopper nó chỉ là bán mấy chục nghìn thôi, nó không cuộn đồng, nên là cái tỷ lệ cái tạp âm nó rất là cao, nên là để mà đẳng cấp thì không bao giờ đẳng cấp được các bạn nhé. Để mà đẳng cấp thì nhất thiết là phải có cộng đồng thì mới gọi là đẳng cấp, nó ngon được mới đúng bài. Không bao giờ chói tai vì nó có phân tần rồi. Đấy các bạn nhá, để cho anh em phân biệt được. Nhiều anh em thì cứ hay hỏi loạn lên là mạch điện tử hay hơn hay là phân tần hay hơn, thì mình sẽ trả lời thẳng là phân tần nó sẽ hay hơn rồi các bạn nhá. Thì phân tần nó có cuộn đồng, nó cản tạp âm. Nếu còn mạch điện tử thì nó chỉ là mấy chục nghìn thôi, một cái thôi, thì nó không có cuộn đồng, nên là nó không khác gì tụ cản cả các bạn nhá. Test lại anh em, các anh em chất âm có phân tần nhé, thì nó chỉ rất là bình luôn, nét luôn. Đây là phễu nhựa chống chói nha, chống ngân đẳng cấp. K và cặp bao ship bảo hành vào năm trước toàn quốc, số điện thoại trên màn. Đây là cặp 1000K củ 500 xịn khung gỗ vàng cực đẹp, bảo hành một năm, anh em về test ok thanh toán. Đấy, cái này có phân tần chôn
chống ẩm cho bên trong nhé. Ok, 1000k siêu nét luôn. Ok, số điện thoại trên màn ảnh nhá.